Công an Hà Tĩnh giúp dân gấp rút gặt lúa chạy bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, dự báo từ ngày mai, tại Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phụ giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa trước khi mưa đến nhằm hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5 nên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi trên 250mm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Mặc dù nhiều địa phương lúa chưa chín hết nhưng với phương châm xanh nhà hơn già đồng, người dân chấp nhận thu hoạch sớm nhằm hạn chế thiệt hại. Trước tình hình đó, lực lượng công an các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau ra đồng giúp dân thu hoạch mùa màng. Ngày 10 tháng 9, hơn 20 đoàn viên thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại phường Đức Thuận để giúp người dân thu hoạch lúa trước khi cơn bão số 5 đổ, bộ vào đất liền để chia sẻ nỗi vất vả gian trương của người nông dân và chủ động phòng tránh thiệt hại do bão số năm gây ra công an huyện đức thọ cũng huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ những hộ gia đình neo đơn hoàn cảnh khó khăn tại thôn quyết tiến xã bùi la nhân khu vực ngoài đê sông lam khẩn trương đưa lúa về nhà đây là cánh đồng sinh lầy không thể sử dụng máy gặt nên phải gặt bằng tay lúa sau khi gặt xong được đưa lên bờ để bó lại sau đó cán bộ chiến sĩ vận chuyển lên đường lớn để tuốt và chở về tận nhà cho người dân cũng trong ngày 10 tháng 9, Công an huyện Hương Sơn đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với huyện đoàn xuống các xã Kim Hoa, Sơn Bằng, Sơn Phú giúp dân nhanh chóng thu hoạch lúa. Đoàn viên thanh niên phòng cảnh sát cơ động công an Hà Tĩnh cũng khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện giúp người dân xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh thu hoạch lúa vụ hè thu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.